Thưa quý vị, có nhận định đây là thời điểm Việt Nam dứt khoát với Trung Quốc. Vụ giàn khoan HD981 triển khai ở khu vực Hoàng Sa và các cuộc biểu tình tự phát của người dân Việt Nam ở ba miền phản đối Trung Quốc đang đặt lãnh đạo Việt Nam trước một lựa chọn mới về đối sách với Bắc Kinh, theo ý kiến của nhà quan sát quốc tế. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Jonathan London từ Đại học Hồng Kông, lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại, dường như đã có sự phối hợp giữa chính quyền và nhân dân trong một hành động chung được phối hợp nhằm phản đối các hành động mà Việt Nam cáo buộc là Trung Quốc gây hấn và bành trướng, xâm lăng. Hôm ngày 11 tháng 5 năm 2014, tiến sĩ London nói với đài BBC rằng đây là thời điểm lớn mà lãnh đạo Việt Nam phải xem lại chính sách của mình đối với Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh có thể sẽ lặp đi lặp lại lối ứng xử sử dụng sức mạnh, đe dọa sử dụng sức mạnh và lấy sức mạnh đặt điều kiện quan hệ. Ông nói thêm, nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách này mà ngày một lớn tới, thì ông nghĩ lãnh đạo Việt Nam khó có thể tiếp tục quá mềm dẻo mà sẽ phải xem lại chính sách một cách dứt khoát hơn. Theo nhà nghiên cứu, Trung Quốc đã bộc lộ rõ tham vọng và ý đồ của mình về các cuộc biểu tình tự phát phản đối giàn khoan Trung Quốc của người dân hôm Chủ nhật ở cả ba miền của Việt Nam. Ông Jonathan London bình luận, chính quyền Việt Nam đang cần một khối đoàn kết và hậu thuẫn của người dân để làm áp lực với Trung Quốc. Nhà nghiên cứu cho rằng, Việt Nam cần phải xem lại chính sách của mình, nhất là trong đối phó với Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc ngày một có xu thế lấn nước, hung hăng và khó lường hơn trong khu vực.